Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị một ngày mới nhiều niềm vui và thuận lợi. Sau đây sẽ là điểm tin trong nước. Hà Nội đã dỡ bỏ chốt kiểm soát phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán tại thôn Đông Cứu, huyện Thường Tín sau 28 ngày. Tại thời điểm dỡ bỏ phong tỏa, phía Ủy ban Nhân dân xã Dũng Tiến cho biết sẽ tiếp tục nhắc người dân duy trì việc đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người. Hiện tại Hà Nội đã bước sang ngày thứ 29 không ghi nhận thêm ca nhiễm mới. Tuy nhiên, theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh, sắp tới lượng người từ nước ngoài đổ về rất nhiều, có thể mang theo virus. Với đặc điểm đông dân, lượng người di chuyển lớn, Hà Nội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm. Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết, trung tâm đã nhận được 10 lời đề nghị được đăng ký hiến tặng một phần phổi cho bệnh nhân phi công người Anh, bệnh nhân số 91. Ông Phúc cho biết việc ghép phổi cho bệnh nhân số 91 sẽ còn phụ thuộc vào hội đồng chuyên môn có chỉ định ghép hay không và ghép như thế nào, khi đó mới tính đến các yếu tố hòa hợp về thể trạng và miễn dịch. Nếu có chỉ định ghép, ưu tiên số 1 vẫn là tìm nguồn hiến tặng từ người chết não. Ngoài ra còn có phương án nhận phổi hiến tặng từ người cho còn sống. Đó có thể là một phương án được nghĩ tới nhưng phù hợp hay không sẽ phải tính tiếp. Ông Phúc cũng cho biết ghép phổi là kỹ thuật ghép tạng khó nhất hiện nay cả về kỹ thuật trong ghép và chăm sóc hậu phẫu sau ghép. Việt Nam hiện mới thực hiện thành công 5 ca ghép phổi, trong đó có 1 ca ghép từ người cho sống và 4 ca còn lại được ghép từ người chết não. Ngày 14 tháng 5, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết có thêm 8 bệnh nhân nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán được công bố khỏi bệnh, trong đó có 1 ca tái dương tính và một bác sĩ thuộc khoa cấp cứu của bệnh viện cũng đã được các đồng nghiệp của mình chữa khỏi. Các bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Cơ quan chức năng Bắc Giang đã phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe ICT thuộc tập đoàn Luxe ICT Precision, một trong 5 tập đoàn sản xuất linh kiện điện tử hàng đầu ở Trung Quốc, sử dụng 677 trên 730 lao động, chủ yếu là người Trung Quốc, nhưng lại không có giấy phép lao động. Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện hàng loạt sai phạm tại công ty này trên các lĩnh vực đầu tư, môi trường xây dựng, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tổng số các vi phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe ICT trên các lĩnh vực lên tới 10 lần. Các cơ quan chức năng đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Liên quan đến vụ việc, một công ty lưu hành tài liệu đường lưỡi bò phi pháp, ông Nguyễn Đức Thọ, Tránh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận thông tin về sự việc trên. Đồng thời, Sở cũng gửi giấy mời đại diện công ty Payer Việt Nam lên làm việc trong tuần này để đưa ra hướng xử lý. Trước đó, vào hồi cuối tháng 4, Tổng Giám đốc công ty Payer Việt Nam quốc tịch Malaysia đã gửi cho trưởng các bộ phận tại Việt Nam một bộ tài liệu chia sẻ về bài học chống dịch thành công của Trung Quốc qua email. Khi phát hiện bản đồ có hình đường lưỡi bò phi pháp trong file tài liệu, nhiều nhân viên người Việt Nam đã phản đối. Sau đó, công ty Payer Việt Nam đã thu hồi tài liệu lưu hành nội bộ trên để tránh việc chuyển tiếp thông tin. CBRE toàn cầu đã nghiên cứu và đưa ra đánh giá đại dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra nhiều biến động lớn đối với nền kinh tế toàn cầu. Riêng tại Việt Nam, bên cạnh các tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, du lịch là ngành phải đối mặt với sự sụt giảm nhanh và rõ nhất. Tổng cục Du lịch Việt Nam ước tính thiệt hại cho ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2020 có thể lên đến 5,9 đến 7,7 tỷ USD. Chỉ riêng Vietnam Airlines, doanh thu của hãng này có thể bị giảm 2,1 tỷ USD trong năm 2020 và năm nay, ngành du lịch Việt Nam sẽ chứng kiến sự sụt giảm chưa có tiền lệ về lượng khách du lịch, dẫn đến việc suy giảm trầm trọng công suất phòng ở thị trường khách sạn. Mỹ đang lên kế hoạch thành lập mạng lưới kinh tế thịnh vượng để dịch chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc và mời nhiều nước tham gia đối thoại, trong đó có Việt Nam. Theo tờ Reuters, chưa rõ những quốc gia nào sẽ nằm trong mạng lưới kinh tế thịnh vượng. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ đang hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, Hàn Quốc, New Zealand, Úc, Ấn Độ và Nhật Bản, thì đây sẽ là những quốc gia được Mỹ hướng đến nhằm tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngày 14 tháng 5, công trình đang xây dựng trong khu công nghiệp Giang Điền, tỉnh Đồng Nai bất ngờ bị sập, đè nhiều công nhân, nhiều người nhanh chóng được cứu đưa đi bệnh viện, có ít nhất 10 người chết, 15 người bị thương. Lực lượng chức năng đang huy động máy đào để tìm cách cứu những nạn nhân bị chôn vùi. Hiện nay chưa có con số chính xác về số người bị thương vong trong vụ tai nạn. Sau 3 ngày xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình luận tội với 15 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi trung học phổ thông năm 2018 tại tỉnh này. Đây là vụ án có tổ chức, các bị cáo cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội với vai trò giúp sức tích cực dưới sự chỉ đạo chủ mưu của Nguyễn Quang Vinh, cựu trưởng phòng khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo. Tại cuộc họp báo chiều ngày 14 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng được đề nghị bình luận về thông tin từ vệ tinh cho thấy rất nhiều tàu dân binh và tàu cá Trung Quốc đang tập trung tại một số đá như Ba Đầu, Én Đất với số lượng hàng trăm tàu.
Đáp lại, bà Lê Thị Thu Hằng nói rõ, Việt Nam luôn theo dõi sát các hoạt động trên Biển Đông. Việt Nam cho rằng hoạt động của các nước tại khu vực cần phải tuân thủ các quy định liên quan của quốc tế, tôn trọng chủ quyền và quyền lợi hợp pháp của các quốc gia ven biển, đóng góp vào hòa bình, an ninh và ổn định tại Biển Đông. Thực tế, dù đã tuyên bố cam kết không có ý định quân sự hóa Biển Đông, nhưng Trung Quốc đã tiến hành nhiều hoạt động bồi đắp, xây dựng trên đá chữ thập thành một căn cứ quân sự. Trung Quốc đã làm sân bay, trong đó có nhà chứa với sức chứa nhiều máy bay chiến đấu, thiết lập một trạm quan trắc sinh thái trên đảo vào tháng 1 vừa qua, một trạm nghiên cứu dưới biển sâu vào tháng 3 và đã đồn trú vĩnh viễn cho lực lượng cứu hộ Trung Quốc trên đá chữ thập từ tháng 2. Sau đây là một vài tin tức về Trung Quốc. Một số nhà kinh tế đã cảnh báo rằng những thay đổi cấu trúc trong nền kinh tế giúp giải quyết làn sóng thất nghiệp như trong quá khứ không còn phù hợp trong thời điểm hiện tại. Chưa rõ liệu chính phủ Trung Quốc sẽ xử lý tình trạng thất nghiệp tăng mạnh sau đại dịch ra sao. Thất bại trong việc hồi sinh ngành dịch vụ và doanh nghiệp tư nhân, những khu vực chiếm phần lớn việc làm có thể khiến cho tương lai kinh tế của Trung Quốc trở nên mịt mù. Quy mô của tình trạng thất nghiệp mà Bắc Kinh phải đối mặt chưa thể định lượng được rõ ràng. Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của chính quyền Tổng thống Trump với các lợi thế thương mại không công bằng của Trung Quốc trong Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, đại diện Trung Quốc tại WTO đã khẳng định rằng siêu cường Đông Á sẽ không từ bỏ tư cách là một nước đang phát triển. Với vị thế này, Bắc Kinh có thể đánh thuế cao đối với hàng nhập khẩu của Mỹ và châu Âu, trong khi được hưởng mức thuế thấp đối với hàng xuất khẩu của chính mình. Trang web của Ủy ban Y tế Sức khỏe tỉnh Cát Lâm đăng một thông cáo liên quan đến các khu vực trong thành phố Cát Lâm cần tăng cường các biện pháp quản lý và kiểm soát dịch bệnh. Tất cả các khu vực tập trung đông người như khu tham quan trong nhà, rạp chiếu phim v.v. đều dừng hoạt động, quy định nghiêm ngặt với các đơn vị kinh doanh ăn uống hạn chế người và giữ khoảng cách xã hội. Lãi suất cho các khoản vay của dự án vành đai con đường có thể lên tới 6% đối với các nước nghèo đang phải vật lộn với đại dịch, trong khi Trung Quốc là con nợ lớn nhất của Ngân hàng Thế giới với mức lãi suất chỉ 1%. Trung Quốc lợi dụng tốt nguồn vốn giá rẻ từ các nước phát triển để cho vay kiếm lời cao tới các nước đang phát triển, đồng thời tăng cường kiểm soát địa chính trị và lan tỏa nền kinh tế tham nhũng khắp toàn cầu. Theo hãng tin Reuters, Pháp bác bỏ các cảnh báo của Trung Quốc về việc bán vũ khí cho vùng lãnh thổ Đài Loan. Pháp nói rằng nước này đang thực hiện các thỏa thuận đã có và rằng Bắc Kinh nên tập trung vào cuộc chiến với dịch bệnh. Trước đó, Trung Quốc lên tiếng phản đối và cảnh báo quan hệ ngoại giao với Pháp sẽ bị tổn hại sau hợp đồng bán vũ khí của nước này cho Đài Loan. Trung Quốc đã đình chỉ nhập khẩu thịt bò từ 4 nhà sản xuất Úc sau khi Bắc Kinh đe dọa trả đũa thương mại Úc vì nước này kêu gọi điều tra nguồn gốc đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Trung Quốc là thị trường số 1 của thịt bò Úc, chiếm khoảng 30% xuất khẩu thịt bò ở Úc. Các nhà xuất khẩu ngũ cốc của Úc cho biết họ được thông tin Trung Quốc đang chuẩn bị tăng thuế đối với nhập khẩu lúa mạch Úc. Bộ trưởng Thương mại Úc Simon Birmingham cho biết ông quan ngại sâu sắc về đe dọa của Bộ Thương mại Trung Quốc về việc áp thuế đối với sản phẩm lúa mạch nhập khẩu từ Úc. Sau đây là tin tức trên thế giới. Theo trang Fox News đưa tin, trong cuộc họp báo tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã nói Tổng thống tiền nhiệm Obama trước khi giải nhiệm đã cố gắng phá hoại chính quyền mới chấp chính. Ngoài ra, nhiều nội tình sự thật về vụ thông đồng với Nga và vụ án ông Michael Flynn cũng được tiết lộ. Hiện nay, Mỹ chuyển từ chống khủng bố sang các cuộc chiến tiềm năng với những đối thủ nặng ký. Quốc gia này đang phải áp dụng bài học kinh nghiệm được rút ra từ Thế chiến thứ hai, chế tạo số lượng lớn máy bay không người lái giá rẻ nhằm áp đảo các lực lượng phòng không tiên tiến của đối phương. Cuối tuần qua, một số nhà lập pháp Đảng Cộng hòa GOP đã kêu gọi một cuộc điều tra cựu Tổng thống Barack Obama và chính quyền của ông về việc theo dõi Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, các thành viên Ủy ban Tư pháp Thượng viện GOP chưa nêu đích danh ông Obama trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiến triển. Hiện tại, tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tại Mỹ vẫn đang diễn biến phức tạp. Mỹ có tổng số là 1.430.348 ca nhiễm, trong đó có 85.197 ca tử vong và 310.259 ca hồi phục. Thủ tướng Bỉ Sophia Wilmès khẳng định nước này sẽ tiến hành giai đoạn thứ hai của việc dỡ bỏ hạn chế chống đại dịch vào ngày 18 tháng 5, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh được cải thiện. Theo đó, các cơ sở giáo dục, ngoại trừ các trường tiểu học, sẽ mở cửa trở lại. Các bảo tàng và các địa điểm văn hóa lịch sử cũng sẽ nối lại hoạt động, với việc bán vé được thực hiện qua mạng và tránh tập trung số lượng đông người cùng lúc trong các tòa nhà. Ngoài ra, các cửa hàng làm tóc và cửa hiệu thẩm mỹ sẽ được phép mở lại với điều kiện nhân viên và khách hàng bắt buộc phải mang khẩu trang. Hiện tại, Bỉ có tổng số là 54.288 ca nhiễm, trong đó có 8.903 ca tử vong và 14.111 ca hồi phục.
Hãng tin AFP dẫn lời Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Salvador Illa cho biết, nghiên cứu phát hiện 5% dân số Tây Ban Nha đã tiếp xúc với virus, tương đương hơn 2 triệu người, và không có miễn dịch cộng đồng tại Tây Ban Nha. Theo nghiên cứu thực hiện từ ngày 27 tháng 4, trên 60.000 người, virus tập trung tại khu vực miền Trung của Tây Ban Nha, nơi có số người tử vong cao nhất. Ngoài ra, kết quả cho thấy một số người nhiễm virus nhưng không có triệu chứng dù vẫn có thể lây virus cho người khác. Tây Ban Nha là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi đại dịch viêm phổi Vũ Hán với 271.095 ca nhiễm, trong đó có 27.104 ca tử vong và 183.227 ca hồi phục. Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga ADIF cho biết Favipiravir, một loại thuốc được cho là có thể điều trị bệnh viêm phổi Vũ Hán, đã cho kết quả hứa hẹn trong các thử nghiệm lâm sàng ban đầu ở nước này. Ông Kirin Dmitriev, lãnh đạo của ADIF, cho biết 60% trong số 40 bệnh nhân nhiễm virus được sử dụng thuốc Favipiravir đã có xét nghiệm âm tính với virus corona chủng mới sau 5 ngày. Ông nhận định việc điều trị bằng thuốc này có thể giảm một nửa thời gian phục hồi. Theo kế hoạch, cuộc thử nghiệm lâm sàng với 330 bệnh nhân nhiễm virus sẽ kết thúc vào cuối tháng 5 năm 2020. Chemra, công ty tiến hành thử nghiệm trên, có thể sản xuất hàng chục nghìn liều điều trị mỗi tháng, con số được cho là mức cần tối thiểu cho cả nước. Hiện tại, Nga có tổng số là 252.245 ca nhiễm, trong đó có 2.305 ca tử vong và 53.530 ca hồi phục. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và một số bộ trưởng đã họp trực tuyến với các tỉnh trưởng và giám đốc các cơ quan y tế khu vực để tổng kết tình hình những ngày đầu tiên dỡ bỏ phong tỏa. Ông Macron khẳng định sẽ liên tục điều chỉnh các biện pháp cần thiết nhằm đáp ứng tình hình thực tế và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong những ngày và những tuần tới. Hiện tại, Pháp có tổng số là 178.060 ca nhiễm, trong đó có 27.074 ca tử vong và 58.673 ca hồi phục. Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven cho biết đất nước chưa thể trở lại cuộc sống bình thường và mùa hè này sẽ rất khác. Chính phủ gia hạn các khuyến nghị hiện tại. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Thụy Điển cũng kéo dài khuyến nghị không đi du lịch nước ngoài không cần thiết đến ngày 15 tháng 7. Theo các cơ quan y tế, tình hình tại các bệnh viện ở Stockholm và một số khu vực khác của Thụy Điển đã ổn định nhưng vẫn còn khó khăn. Đến nay, 430 bệnh nhân đang được điều trị tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt. Hiện tại, Thụy Điển có tổng số là 27.909 ca nhiễm, trong đó có 3.460 ca tử vong và 4.791 ca hồi phục. Bất chấp các biện pháp để kiềm chế sự lây lan của đại dịch, số ca nhiễm tại Ai Cập vẫn tiếp tục tăng cao, vượt qua mốc 10.000 người kể từ khi phát hiện trường hợp mắc bệnh đầu tiên hồi giữa tháng 2 vừa qua. Giới chức Ai Cập cho biết sẽ hồi hương hơn 16.000 công dân bị mắc kẹt ở nước ngoài do dịch bệnh. Theo số liệu thống kê, từ giữa tháng 3 đến nay, Ai Cập đã hồi hương hơn 3.000 công dân, trong đó có chuyến bay gần đây của hãng hàng không quốc gia Egypt Air nhằm đưa hơn 300 công dân từ Canada trở về nước. Hiện tại, Ai Cập có tổng số là 10.431 ca nhiễm, trong đó có 556 ca tử vong và 2.486 ca hồi phục. Tại nhiều quốc gia ở Trung Đông, tình hình dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu chững lại. Phát biểu trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Y tế Fahrettin Koca cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng triển khai xét nghiệm các du khách nước ngoài trong bối cảnh quốc gia này đang lên kế hoạch nối lại các chuyến bay quốc tế vào cuối tháng 5. Hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ có tổng số là 143.114 ca nhiễm, trong đó có 3.952 ca tử vong và 101.715 ca hồi phục. Giới chức Iraq cho rằng số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán tăng lên trong những ngày qua là do người dân nước này không tuân thủ triệt để các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, đồng thời cảnh báo thảm họa y tế có thể xảy ra tại thủ đô Baghdad và tỉnh Basra. Hiện tại, Iraq có tổng số là 3.032 ca nhiễm, trong đó có 115 ca tử vong và 1.966 ca hồi phục. Tại Ấn Độ, trả lời phỏng vấn truyền thông địa phương, ông Gadkari tuyên bố đây là một virus nhân tạo và rất nhiều nước trên khắp thế giới đang nghiên cứu vaccine. LifeMin cho biết đây là lần đầu tiên chính phủ Ấn Độ đưa ra bình luận về nguồn gốc của chủng virus gây bệnh viêm phổi Vũ Hán đang lây lan trên toàn thế giới hiện nay. Phát biểu của ông Gadkari có ý nghĩa quan trọng vì ông là một bộ trưởng liên bang cấp cao và được đưa ra vào thời điểm các quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ, dấy lên nghi ngờ rằng virus corona được tạo ra trong các phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Hiện tại, Ấn Độ có tổng số là 78.810 ca nhiễm, trong đó có 2.564 ca tử vong và 26.675 ca hồi phục. Từ ngày 13 tháng 5, Anh bắt đầu gỡ dần phong tỏa do lo ngại kích hoạt làn sóng lây nhiễm thứ hai. Tính đến sáng ngày 13 tháng 5, người lao động trong ngành sản xuất và một số ngành khác đã được yêu cầu trở lại làm việc nếu không thể thực hiện công việc tại nhà. Trả lời câu hỏi tại Quốc hội, Thủ tướng Boris Johnson nói một điều rất đáng chú ý là ở một số quốc gia đã nới lỏng phong tỏa, có dấu hiệu tỷ lệ lây nhiễm lại tăng lên. Ông cũng nói tiến trình mở lại hoạt động sẽ cực kỳ khó khăn để cân bằng giữa sức khỏe công chúng và nền kinh tế. Hiện tại, Anh có tổng số là 229.705 ca nhiễm, trong đó có 33.186 ca tử vong.
Ông Michael Ryan, chuyên gia các vấn đề khẩn cấp của WHO nói trong cuộc họp trực tuyến rằng virus corona có thể trở thành virus đặc hữu giống như HIV, nghĩa là nó sẽ không bao giờ biến mất. Tuy nhiên, chuyên gia WHO cho biết thế giới đã nắm được cách ứng phó với bệnh dịch này, cho dù việc kiểm soát dịch cũng sẽ phải mất nỗ lực lớn ngay cả khi tìm được ra vaccine. Ông Ryan gọi việc tìm được vaccine ngừa bệnh dịch viêm phổi Vũ Hán là thành tựu cực kỳ to lớn, có thể sánh với việc con người lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Theo một nghiên cứu mới, nước bọt là mẫu chẩn đoán viêm phổi Vũ Hán được khuyến khích nhiều hơn so với dịch vết mũi họng hiện đang được sử dụng rộng rãi. Nghiên cứu này được thực hiện trên 44 bệnh nhân nội trú và 98 nhân viên y tế. Theo đó, các mẫu nước bọt cho thấy độ nhạy, khả năng phát hiện bệnh và tính nhất quán cao hơn trong thời gian mắc bệnh. Tổng số ca nhiễm lúc này của Đức đang là 174.098 ca nhiễm, trong đó có 7.861 ca tử vong và 150.300 ca hồi phục. Ả Rập Xê Út hiện có tổng số là 44.830 ca nhiễm, trong đó có 273 ca tử vong và 17.622 ca hồi phục. Tổng số ca nhiễm lúc này của Romania đang là 16.247 ca, trong đó có 1.046 ca tử vong và 9.053 ca hồi phục. Tổng số ca nhiễm lúc này của Hungary đang là 3.380 ca nhiễm, trong đó có 436 ca tử vong và 1.169 ca hồi phục. Sau đây là một vài thông tin về các nước Đông Nam Á. Singapore hiện có tổng số là 26.098 ca nhiễm, trong đó có 21 ca tử vong và 4.809 ca hồi phục. Indonesia hiện có tổng số là 16.006 ca nhiễm, trong đó có 1.043 ca tử vong và 3.518 ca hồi phục. Tổng số ca nhiễm lúc này của Philippines đang là 11.876 ca, trong đó có 790 ca tử vong và 2.337 ca hồi phục. Malaysia hiện có tổng số là 6.819 ca nhiễm, trong đó có 112 ca tử vong và 5.351 ca hồi phục. Tổng số ca nhiễm lúc này của Thái Lan đang là 3.018 ca, trong đó có 56 ca tử vong và 2.850 ca hồi phục. Myanmar hiện có tổng số là 181 ca nhiễm, trong đó có 6 ca tử vong và 79 ca hồi phục. Brunei hiện có tổng số là 141 ca nhiễm, trong đó có 1 ca tử vong và 134 ca hồi phục. Campuchia hiện có tổng số là 122 ca nhiễm, trong đó có 121 ca đã hồi phục. Đông Timor hiện có tổng số là 24 ca nhiễm, trong đó đã có 21 ca đã hồi phục. Tổng số ca nhiễm lúc này của Lào đang là 19 ca, trong đó có 14 ca đã hồi phục. Sau đây là phần tin tổng hợp trong ngày. Trước hết là tin tổng hợp tại Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán mới. Hiện tổng số ca nhiễm trên cả nước đang là 288 ca, trong đó đã có 260 ca đã hồi phục. Tiếp theo là phần tin tổng hợp trên thế giới. Thế giới trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm hơn 58.000 ca nhiễm mới và hơn 3.000 ca tử vong mới. Hiện tại tổng số ca nhiễm trên thế giới đã vượt mức 4.446.000 ca, trong đó có hơn 298.000 ca tử vong. Sau đây là phần số liệu tổng hợp theo nguồn Worldometer. Tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới là 4.446.979 ca. Tổng số ca tử vong đang là 298.447 ca. Tổng số ca hồi phục đang là 1.670.936 ca. Thưa quý vị và các bạn, Đỗ Phủ nói, tự tin ấy là khí phách, được dịp lên đỉnh cao cho tốt, ngắm bao núi nhỏ nằm xinh xinh. Lý Bạch Ngâm, tự tin ấy là tài ta, trời đã phú ban, chỗ dùng ắt có lo toan làm gì. Sức mạnh của tự tin vượt ngoài sức tưởng tượng, nó có thể xoay chuyển hình thế bất lợi thành kết cục viên mãn khiến ta bất ngờ. Phàm là việc gì chúng ta cũng nên nghĩ xa một chút, xem nhẹ khó khăn một chút, tấm lòng cởi mở khoáng đạt giúp ta tăng thêm vài phần hân hoan. Chỉ cần có tín tâm sắt đá, vững tin vào con đường phía trước, được vậy lòng bạn sẽ thảnh thơi hơn rất nhiều. Chúng ta không cần phải quá kỳ vọng rằng mọi ước mơ đều sẽ trở thành hiện thực, không cần phải quá để tâm vào những được mất và sai lầm của quá khứ, không cần quá truy cầu bản thân có đạt được hay không, bởi đời người đâu phải lúc nào cũng tràn ngập sắc hồng. Ánh mặt trời soi sáng mỗi người đều như nhau, vậy nên không cần phải oán trời trách người, càng không nên tiêu trầm ý chí, mà hãy tự tin lên. Mồ hôi nhỏ xuống rồi sẽ có hoa thơm quả ngọt trên cành, nước mắt nhỏ xuống rồi sẽ có nụ cười rạng rỡ thắm trên môi. Chỉ cần ngẩng đầu lên, bạn sẽ tìm được mảnh trời của riêng mình. Chỉ cần chịu khom lưng, bạn sẽ hái được bông hoa mình yêu thích. Vận mệnh sẽ nằm chắc trong tay bạn. Ngày xuân tuy cũng có gió sương, nhưng chỉ cần bạn luôn tin vào mùa xuân trong tim, cố gắng thực hiện trách nhiệm trên vai và lý tưởng trong lòng, kiên định tín niệm, một đường thông dong tiến về phía trước, trước mắt sẽ mở ra khung trời rộng thênh thang. Qua cơn bi kịch đến hồi Thái Lai, qua khỏi dãy núi kia là đến vùng đất bình yên. Chúc cho quý vị khán giả thân yêu luôn tràn đầy niềm tin và thành công viên mãn. Và thưa quý vị, vào mỗi cuối bản tin, chúng tôi thường hay chia sẻ đến quý vị.
Khi có thời gian rảnh rỗi, quý vị và các bạn hãy cùng thử tìm hiểu về khí công xem sao. Vì theo như chúng tôi được biết, luyện tập khí công cũng là một liệu pháp thật tốt, hỗ trợ cơ thể tái tạo tế bào, trẻ hóa não bộ, tăng cường thể độc, tăng sức đề kháng, giảm stress, giúp bạn kiểm soát cảm xúc và tích cực hơn trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh Hành Trình Tương Lai của chúng tôi để không bỏ lỡ những tin tức hữu ích. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới tràn ngập năng lượng và niềm vui.